PC Homie C chào mọi người nha. Hôm nay cùng mình đến với sơ đồ 4213 và chiến thuật Long Bone Counter. Sẵn bữa có bạn nhờ mình làm review hoàng đế bắt Ken báo ơ. Sẵn đây mình làm luôn. Quà nghĩa nghĩa đội bạn tí mọi người ha. Chu cho mẹ ơi, đội hình gì mà ác vậy, có thánh tôn hồi còn ở mụ luôn kìa. Đội hình chiến đét đó chớ mọi người. Để xem đội hình dự bị sao. Chủ có này ma bản quan cúp với thánh dung huyền thoại kìa. Trời lâu lắm rồi đó mọi người, vào phải đã cẩn thận thôi chứ với đội hình như này đội bạn đá ít gì cũng phải trên 5 năm rồi. Giờ vào trận thôi mọi người ha. Chắc với anh em chơi Tết lâu sẽ không còn quá xa lạ gì hoàng đế bét Ken báo ở rồi. Và ông được coi là một trong những bét trung vệ mạng sở tai biểu áp. Nếu anh em chơi lâu thì sẽ hiểu được bản tuyển quốc gia của vị hoàng đế này thủ ra sao rồi. Nhưng ở bản phờ di này mình thấy khá là nhiều anh em chê bảo không ngon, không phải hoàng đá tảng như trước. Sự thật có phải vậy không, cùng xem một số phân tích này của mình thử đúng không nha. Đầu tiên mình sẽ dừng video ở đây xí nha, và mình sẽ đưa ra một số so sánh của hai bảng để mọi người xem thử như thế nào nha. Sau phần này mình sẽ nói chi tiết hơn, vì mình khá thích vị hoàng đế này nên dùng ổng cũng khá nhiều. Giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm phép so sánh giữa hai bản sao cho chuẩn chỉ nhất nha. Vậy thì làm sao để so sánh đúng nhất về hai bản? Có phải là dựa vào điểm của hai bản không? Điều đó chỉ đúng một phần thôi mọi người, vẫn còn thiếu. Mình bổ sung thêm một vài chi tiết nữa là mọi người sẽ hiểu và sau này sẽ tự mình làm so sánh mà không cần nhờ đến ai. Mọi người có thấy điểm kiểm soát bóng không? Bàn phờ di hơn bàn tuyển quốc gia 2 điểm. Nhưng 2 điểm đó không có khác biệt gì lắm đâu mọi người. Một cầu thủ mà có 2 bàn thì điểm số phải trên nhau từ 4 đến 5 điểm trở lên thì mới gọi là khác biệt mọi người ha. 1. Như điểm dê dắt và xử lý không gian hẹp trên nhau 4 và 5 điểm là bàn phờ di đã xử lý mượt hơn bàn cũ rồi đó mọi người. Xí mình lấy ví dụ luôn nha. 2. Về chuyền bóng, bản cũ chuyển tốt hơn, tỷ lệ chuyền dài và bóng ngắn lần lượt 88 và 90, nhưng bản mới thì có 83 và 84 thôi, thua lần lượt là 5 và 6 điểm. Nhiều anh em mới chơi chắc không để ý, nhưng điểm chuyền càng cao tỷ lệ ra chân càng nhanh. Đây là điều mình tự cảm nhận thấy, chứ không do ai nói cả, nên có đúng có sai gì thì mọi người góp ý cho mình nha. 3. Khả năng dứt điểm, bản phờ di hơn bản cũ 4 điểm, khả năng đá phạt hơn 10 điểm, độ sáy hơn 7 điểm. Mình nghĩ đây là lý do mà nhiều anh em tinh chỉnh lại điểm của ổng một tí để đá DMF đây mà. Mà đối với một DMF thì dứt điểm 7-11 cũng gọi là cao rồi đó mọi người. Hôm mình có làm review Gavi đó mọi người nhớ không? Một CMF sở tai hô bờ layer, chủ yếu tham gia tấn công và dứt điểm. Mà điểm dứt điểm của ổng có 67 nếu mọi người đăng auto. Vậy nếu ông Bét Ken Bauer này đá ở vị trí là một DMF đi thì điểm dứt điểm vậy không gọi là cao thì gọi là gì nữa mọi người? 4. Phần này chắc quan trọng nhất nè mọi người, khả năng phòng thủ của hai bàn. Ý 1. Nhận thức phòng thủ, khả năng đọc tình huống của các pha tấn công của đội bạn. Thì như mình có nói, nếu trên nhau 4-5 điểm trở lên thì mới thấy sự khác biệt, chứ từ 3 điểm trở xuống thì không khác gì mấy đâu mọi người. Ý 2. Tham gia phòng thủ, hay còn được gọi là hỗ trợ phòng thủ, là khả năng bọc lót hỗ trợ lẫn nhau trong phòng thủ. Cái này có khác nhà mọi người, khác biệt lớn luôn. Bạn cũng phải nói là bọc lót cực tốt luôn. Bạn này mình thấy đôi khi có đôi khi không. Ý 3. Tranh chấp cướp lại bóng, mình thấy hai bản đều có sự tương đồng. Ý 4. Đây, sự khác biệt lớn nhất nằm ở đây nè mọi người, độ hiếu chiến. Có nghĩa là điểm càng cao thì cầu thủ dập càng nhanh và nhiệt. Và với một sờ tai biểu áp là một chốt chặn cuối cùng nơi khung thành, mà độ hiếu chiến tới 90 hơn bản cũ 13 điểm. Với sự khác biệt lớn như này, nếu mọi người không biết tiết chế ổng lại thì sao mà không lùng được. Và chiều cao quá thấp so với một trung vệ nữa, chỉ có 1m81, nhưng mọi người có để ý là bàn trước bật nhảy 91, bàn này tới 97, hơn 6 điểm. Và nếu ép thêm sờ kêu hỗ trợ trên không nữa thì sợ gì tạt mọi người. Và cũng vì chiều cao khiêm tốn như vậy nên từ đó có nhiều anh em chê kêu không ngon. Rồi bàn này phờ di còn bàn kia phải lấy bằng tiền nên nó khác bợt. Anh em nói vậy sao mình dám cãi nữa. Nhưng biết tiết chế lại một chút ổng dùng cũng ngon quá chừng. Mình vẫn tin dùng ổng thủ vẫn tin lắm. Giờ thì về lại trận đấu thôi mọi người, nói dài quá rồi. Và tình huống đầu tiên cũng là tình huống bóng bỏng, phá một cách nhẹ nhàng. Mọi người cũng có thể thấy ổng bật khá cao chứ có thấp đâu. Thì mới chỉ có một tình huống đơn giản như vậy sẽ không nói lên điều gì được đúng không mọi người. Mọi người xem tiếp tình huống thứ hai nha. Khả năng dê dắt và truyền của ổng. Bắt bài tốt và mình không vội truyền. Mình nhấn đát để đẩy bóng đi lên một nhịp,
để bóng đi ra khỏi tầm với của đội bạn đang đứng sát bên rồi mình mới chuyền. Mọi người có thể thấy là bóng được đẩy đi không quá xa luôn nằm trong tầm kiểm soát của ông. Nhiều lúc cầm ông ở khu vực sân nhà cũng dạng tay xử lý hơn là các CB khác. Ở hiệp 1 này mình và đội bạn kiểu đá chưa bùng lụa lắm, nên chỉ có phòng thủ qua lại nên mình sẽ nói chi tiết hơn về ông Beckenbauer cho mọi người cảm nhận nha. Lúc trước mình có nói là nên tiết chế lại sẽ thấy ông thủ ngon hơn. Vậy tiết chế lại là tiết chế như nào? Đầu tiên mọi người phải hiểu sờ tay build up là gì và phòng thủ ở sờ tay này như nào. Thì build up là một sờ tay chuyên về bọc lót khả năng đọc tình huống để hỗ trợ phòng ngự cực tốt. Là cầu thủ đứng cuối cùng nơi hàng phòng ngự, là chốt chặn cực tín trước khung thành đội nhà. Mọi người có thấy văn đại thủ ở ngoài đời như nào không? Thì trong game này sờ tay build up thủ ý chang vậy đó. Vậy thì làm sao để thủ trong game được hiệu quả với sờ tay này? Thì cứ y như văn đại thôi mọi người. Sờ tay dập thì mọi người cứ dập mạnh, còn sờ tay bọc lót cứ đè lui về từ từ như cái cách văn đại thủ ngoài đời thôi. Như tình huống này mọi người để ý thử xem, ngay từ đầu con trỏ của mình đã chủ động kéo ông Beckenbauer lui về rồi. Và sau đó đội bạn chọc khe cái mình để ra hết biên thôi. Tí có tình huống mình quên mất đang cầm ổng bình dập liền cái bị người ta qua cái một luôn. Nói chung là sờ tay build up thì mọi người hạn chế dập thôi mọi người. Nhiều khi mọi người nghĩ chơi game gì mà nhiều thứ mệt dữ, nhưng khi anh em hiểu được thì mới chơi tốt được. Đồng ý là game là giải trí nhưng anh em cứ thích thì bỏ vào đội hình đá không quan tâm sờ tay là gì dùng như nào. Cái đội hình chạy loạn lên rồi thua toàn xàm xàm thì mọi người vui không? Như mình đá cũng không có gì gọi là hay đâu mọi người, đá bình thường thôi, nhưng được cái mình hiểu về game, bố trí đội hình và sờ tay tốt nên leo hạng cũng ổn, đá cũng lâu nữa nên mình hiểu về cách di chuyển của từng sờ tay thôi, chứ nói thật mình lên D1 cũng bị hành đo đòn. Mọi người xem mình thủ pha này nha, mọi người thấy Beckenbauer và hướng di chuyển của con trỏ mình không? Mình chủ động lui về ngay, không chủ động tranh chấp làm gì, vì đó không phải điểm mạnh của ổng. Và sau đó đội bạn chuyển ra biên và bật vào trung lộ, mọi người thấy mình lấy ông CMF dập vào liền, nhưng ổng qua cái một mọi người thấy không? Nhưng bù lại hàng thủ mình đứng rất đúng vị trí, giờ đối thủ chỉ có chuyển về thôi, chứ mà giữ lại là mất bóng với mình và khoảng trống cũng rất nhỏ, không thể nào mà ổng quậy sờ kêu được luôn. Nên mọi người thấy không, từng vị trí từng sờ tay đều có cách chơi riêng, chứ nào phải sờ tay nào cũng dập dầm dầm được. Chơi và để ý từng sờ tay nó giúp mọi người rất nhiều, chứ không phải sờ tay chỉ để trưng cho có đâu mọi người ha. Như tình huống này ông Madini của mình là sờ tay dập, mọi người xem mình dập thẳng tay luôn, đội bạn có xoay lưng mình vẫn lấy được bóng, nên mỗi sờ tay đều có công dụng riêng, nên cố gắng hiểu rõ sẽ chơi được tốt hơn mọi người ha. Giờ thì mọi người đã hiểu Beckenbauer chơi như nào rồi đúng không? Cũng ngon lắm chứ có phế đâu. Và giờ thì quay lại với diễn biến của trận đấu cũng như sơ đồ lần này mình làm nha. Thì chắc nãy giờ mọi người cũng có thể thấy đội bạn tuy đá sơ đồ 4-2-2-2 nhưng thường đẩy bóng ra biên rất nhiều, xong mới bật vô lại trung lộ. Thì ở hiệp 1 mình đã nắm khá rõ lối chơi của đội bạn như nào rồi, qua hiệp 2 mình sẽ bùng lụa đá thôi. Vậy giờ mình sẽ nói về cách tấn công của sơ đồ này. Thì những sơ đồ có cánh như vậy thì cách tấn công nó rất là đa dạng luôn mọi người. Như tình huống này mọi người coi thử nha. Thì nếu như một bên của mình đang giữ bóng thì toàn bộ cánh bên đối diện sẽ rất là thoáng. Mọi người xem thử mình nói có đúng không nha. Pha này mình thủ tốt, có đưa bóng ra cho ông hậu vệ biên, và từ ông hậu vệ biên mình đập lên cho ông tiền đạo cánh và đẩy bóng vô trong. Cái điều đáng nói ở đây là hầu như tất cả đội hình đội bạn đều dồn hết về bên cánh phải của mình, và bên cánh trái mình thoáng cực kỳ. Mọi người thấy đúng không? Và bài tấn công đầu tiên sẽ là dụ đội bạn đập một bên cánh bất kỳ và đột ngột đổi hướng chuyển qua cánh còn lại. Lúc đó khoảng trống là rất nhiều, dư sức cho mọi người muốn làm gì làm. Tiếc là pha này hết giờ mất, chứ không là có một pha phản công cho mọi người xem rồi. Và qua đầu hiệp 2 mình có một tình huống ví dụ cụ thể cho mọi người luôn. Pha này đội bạn dứt điểm không thành công, mình chuyển đổi trạng thái ngay vào luôn. Mình đưa bóng lên trên cực nhanh xong đập vô bên trong. Nhưng có điểm rất hay ở đây mình hay dùng, cũng có thể gọi là mẹo của mình. Ở tình huống này sau khi chuyền cho ông anh em ép xong, mọi người sẽ làm gì? Chuyền bóng cho anh 10 đúng không? Lúc này anh 10 đang thoáng. Nhưng đừng nha, nhiều anh em không tin chứ sơ đồ có cánh người ta thích anh em chuyển ra cánh lắm. Như tình huống này mọi người chuyền ra cánh rồi sẽ làm gì tiếp theo? Tiền đạo mình thì hai người kèm. Anh 10 thì đứng quá gần với ông anh em ép, dù mọi người có đập nhã 1-2 để thoát đi cũng không thể thoát được. Vì khoảng cách giữa anh 10 và ông hậu vệ đội bạn là quá xa, mọi người thực hiện đập nhã 1-2 cũng không thoát được mà còn bị mất bóng nữa. Cùng xem mình làm gì tiếp theo nha. Mình cầm ông anh em ép dốc bóng chạy luôn. Và mọi người đã thấy khoảng trống lộ ra chưa? Chuyền cho ông tiền đạo để ông nhận bóng rồi xoay lưng lại để che chắn bóng. Xong ông anh em ép chạy lên nhã bóng ngược lại cho ông và chuyền qua cánh đối diện là xong. Thoáng cực kỳ luôn. Pha này mọi người cũng chẳng cần búa như mình làm gì, chỉ cần dắt bóng xuống xí nữa và đặt lòng qua góc bên kia là xong. Là có bàn thắng gọn gàng và đơn giản hơn mình nhiều. Đó là bài tấn công đầu tiên nha. Tiếp theo là bài tấn công tự làm tự ăn.
Đội bạn lúc này mình cứ sợ ông thoát thôi. Tại hiệp một mình thủ khá cứng, ông không công được mình sợ ông nạn ông thoát ở pha này luôn. Đứng đợi ông mãi mà hồi hợp. Tại nếu ông thoát thì sao có video làm cho mọi người coi được. Song ông cũng đá nhưng lại đá rất vội. Mình có cướp được bóng và đẩy bóng nhanh ra biên. Nhưng dạo này tay chân mình sao? Mình cầm Neymar quay lưng nhận bóng và gạt qua hướng ngược lại. Ông đã lố rồi tự dưng mình lại kéo con trỏ sang cho ông lấy lại bóng luôn. Không còn gì để diễn tả luôn, mọi người mất bóng vô duyên. Song pha này đội bạn phản công, mọi người xem mình thủ nha. Mình cầm Beckenbauer thủ. Mọi người có thể thấy mình cho đội bạn làm gì làm. Mình cứ lui về từ từ thôi. Thì theo mình nghĩ pha này đội bạn muốn an toàn. Chuyền cho ông tiền đạo, rồi dùng ông tiền đạo quay lưng nhận bóng và đẩy ra cánh. Như tiếc là bị mình bắt bài mất. Và mọi người thấy đó, Beckenbauer thủ cũng tốt quá chứ. Và khi cướp được bóng mình đẩy bóng ra biên cực nhanh, như bài tấn công một mình vừa nói. Nhưng điều đáng nói ở đây là vì đẩy bóng ra biên nhanh quá, nên bên trong không đủ quân số để luân chuyển bóng qua cánh đối diện. Vậy thì giờ mình sẽ làm gì tiếp theo đây? 1. Sút ngay và luôn không nghĩ ngợi gì, bí quá rồi, không còn cánh nào khác. 2. Chuyền về cho ông CMF đang lao lên. 3. Chuyền thẳng về cho ông DMF làm lại từ từ và đá. Mọi người chọn phương án nào bình luận cho mình biết với nha. Còn đối với mình dễ vậy nói làm gì. Với lúc đầu trận ở hiệp một đội bạn có quẩy quẩy sờ kêu với mình, thì mình thể hiện lại tí mọi người ha. Mọi người cùng xem mình xử lý nha. Mọi người thấy ok không mọi người? Đó cũng là bài tấn công thứ hai. Khi mà đã bí quá rồi, hết cách rồi thì mình sẽ dùng cách đột phá. Mà lúc này mình cũng dở nữa. Sút lực tím là có khả năng vô rồi. Đi sút thường bị cản phá mất. Bài tấn công thứ 3 đập nhã 1-2. Và nên dùng như thế nào cho hợp lý? Đối với mình bài đập nhã 1-2 cực dễ chơi dễ dùng. Nhưng mọi người phải biết canh sao cho chuẩn nữa. Mình sẽ hướng dẫn luôn nha. Như tình huống này mọi người có thấy anh 10 đang đứng rất sát với cầu thủ đội bạn không? Lúc này là lúc mọi người nên đập nhã 1-2 để thoát đi. Mọi người chỉ cần nhấn chuyển xong vuốt con trỏ đi như mình vừa làm, thì lúc này ở dưới chân anh 10 sẽ xuất hiện một mũi tên nhỏ màu xanh. Là có nghĩa thao tác mọi người đúng rồi đó. Và anh 10 sẽ lập tức chạy nhanh lên trên, khi này mọi người chỉ cần chọc khe lên là xong. Anh 10 đã che ông cầu thủ của đội bạn lại rồi nên không bị mất bóng được đâu mọi người. Khúc này mình ham múa quá chứ qua ông kia cứa lòng là đẹp rồi. Mình còn đi múa thêm lần nữa. Cũng những tình huống ham múa như vậy rồi mình làm mất bóng để đội bạn phản công và sau đó là thua ngược. Mà vẫn không chịu rút kinh nghiệm. Và mọi người đã thấy độ hiệu quả của việc đập nhã 1-2 đúng cách nó tốt như nào chưa? Sau này mọi người nhuần nhuyễn có thể dùng bài này đập liên tục để thoát Zsin cũng rất hiệu quả luôn. Và đó là ba bài tấn công mình muốn gửi đến mọi người. Mọi người cần làm tốt bài thứ nhất và bài thứ ba là có thể vận hành tốt và trơn tru với sơ đồ này. Còn bài thứ hai mọi người cần phải kiên trì luyện tập thì mới có thể dùng được. Vậy công đã xong thì giờ đến phòng thủ ở sơ đồ này thì sao? Thì hiện tại mình đang chơi chiến thuật long ball counter. Thì mọi người cũng biết rồi đó, long ball counter là chiến thuật phòng thủ theo số đông. Mà đã theo số đông thì lúc không có bóng mọi người không cần phải lo vì quân số mình tập trung ở nhà rất đông. Còn lờ mình đang có bóng mà lờ làm mất bóng đột ngột thì sao? Như tình huống này chẳng hạn mình làm mất bóng đột ngột cho một pha phản công nhanh. Mọi người có thể thấy quân số tấn công của mình là 5 người. Vậy thì ở sân nhà cũng còn 5 người. Đâu việc gì phải lo đúng không mọi người? Cứ chậm rãi mà bắt bài và phòng thủ thôi. Và tiếp đó là mình có làm mất bóng nữa. Thì lần này mọi người cùng xem mình phòng thủ nha. Như tình huống này mọi người có thể thấy ngay từ đầu mình đã biết đội bạn sẽ chuyển ra biên. Đội bạn đang cố tình đi bóng vào trong để tạo khoảng trống ở bên ngoài biên. Nhưng ngay từ đầu mình có nói là mình đã đoán đúng được ý đồ của đội bạn. Và mọi người thấy hướng con trỏ mình không? Mình đã kéo ngược lại với hướng di chuyển của đội bạn ngay từ đầu rồi. Nên mọi người đừng có nói là mình ăn hên nha. Và mọi người có để ý khi ông hậu vệ biên mình càng vô sâu bên trong, thì ông Madini của mình tự động chạy ra biên để theo kèm ông cầu thủ đội bạn. Và rồi mọi người xem kết quả của pha phòng thủ này của mình nha. Và mình có nói là mình đã đoán bài tấn công của đội bạn ngay từ đầu. Nên khi đội bạn vừa truyền một cái là mình vẫn giữ nguyên con trỏ như vị trí ban đầu. Và việc còn lại của ông Madini là dập vào lấy lại bóng thôi. Đội bạn còn chưa kịp làm gì. Vậy nên với sơ đồ này mọi người chỉ cần lưu ý giúp mình đừng để mất bóng ở khu vực này. Còn lại những khu vực khác có mất bóng thì cũng không có gì để lo lắng cả mọi người ha. Cứ phòng thủ chậm rãi thì các cầu thủ còn lại trên sân sẽ tự động biết bắt người như thế nào cho đúng. Và đây là một tình huống biến thể của đập nhã 1-2 mọi người xem thử nha. Tuy là nó không thành công, nhưng cũng là một ví dụ để mọi người dễ hình dung về kiểu biến tấu đập 1-2. Như tình huống này mọi người xem đội bạn phòng thủ nha. Khi mình đập lại cho ông CMF, mọi người có thể thấy là khoảng cách giữa ông Neymar và cầu thủ đội bạn có một khoảng trống rất lớn. Nhưng khi bóng vừa luân chuyển về cho ông CMF của mình thì mọi người có thể thấy là cầu thủ đội bạn đã áp sát qua rất nhanh. Nên phòng thủ đúng cách mọi người thấy mọi việc đơn giản hơn rất nhiều đúng không?
Và ở tình huống này nó có hơi ngoài lề sĩ nha mọi người, đó là bị trôi bóng. Dạo này mình gặp khá thường xuyên luôn mọi người, một trận mình phải gặp 4-5 tình huống bị trôi bóng như này, có trận còn nhiều hơn nữa. Không biết bàn ấp lớn sắp tới, chị Bì có khắc phục không? Chứ như này ức chế quá, mọi người thấy quả bóng ở khá gần với tiền đạo của mình. Thường những pha này chỉ cần dướn một tí là lấy được bóng, nhưng lại bị trôi bóng đi một cách lãng xẹt. Nếu không bị trôi bóng thì đây có thể là một bàn thắng 10-10 luôn đó chứ đúng không mọi người? Vậy giờ mình tóm tắt lại các ý chính nha. Thứ nhất, Beckenbauer ngon nha mọi người, tiết chế một chút là ngon lành. Thứ hai, sơ đồ này và cách vận hành mình có nói chi tiết lắm rồi, nên mọi người chỉ cần tập luyện nhuần nhuyễn là chơi ok. Mình xin dừng video ở đây nha.